Khác với phương Tây, theo quan điểm phương Đông, làn da trắng sáng luôn là chuẩn mực, là thước đo nổi bật cho vẻ đẹp của người phụ nữ. Dù ở bất cứ thời điểm nào, dù xã hội có xuất hiện bao nhiêu xu hướng, thì làn da sáng hồng và căng mịn luôn là nỗi niềm mong mỏi của nhiều chị em, đặc biệt là những cô nàng không may sở hữu làn da đen sạm và kém duyên. Từ việc bôi dưỡng ngoài da, lột tẩy, ủ trắng cho đến truyền trắng thẩm mỹ bằng cách tiêm trực tiếp vào da, hàng loạt biện pháp làm trắng bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều để đáp ứng nhu cầu đó. Và có thể thấy, đây đều là những phương pháp được cho là tiết kiệm thời gian và hiệu quả nhanh chóng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, đa số các liệu pháp trên đều chứa đựng nhiều hệ lụy, thậm chí có khả năng dẫn đến ung thư da bởi các thành phần hóa chất trong liệu pháp. Hiểu được điều đó, thay vì lựa chọn các biện pháp làm trắng ở trên, nhiều chị em đã biết cách tự cứu làn da bằng những sản phẩm chăm dưỡng hiện đại hơn, được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên để nuôi dưỡng và làm trắng da toàn thân. Một trong những phương pháp giúp trắng da bền vững được phái đẹp tin dùng hiện nay chính là bổ sung dưỡng chất làm trắng da dạng viên uống. Đặc biệt, đây cũng là liệu pháp phù hợp với những người có nhu cầu làm đẹp, làm trắng nhưng bận rộn công việc, không có thời gian chăm sóc bản thân. Viên uống dưỡng trắng da Diamond White là phiên bản cải tiến của sản phẩm Beauty Plus. Đây là một trong những dự án đột phá thế hệ mới của GHB Corporation do Ngọc Trinh làm CEO, nhằm mang đến những sản phẩm từ thiên nhiên giúp phái đẹp cải thiện nhan sắc đẹp tựa kim cương, đặc biệt là làn da. Nhờ chiết xuất 100% từ thiên nhiên và sản xuất dựa trên dây chuyền công nghệ hiện đại, viên uống dưỡng da Diamond White có thành phần 100% từ các nguyên liệu đến từ thiên nhiên như Meditinox, chiết xuất từ trái ô liu xanh nhập khẩu Tây Ban Nha, Artisanin, chiết xuất từ tảo biển, Nutrosol, chiết xuất từ lá hương thảo, Nano Curcumin, tinh chất nghệ tươi, các vitamin C, A, B2, B3 mang lại hiệu quả đột phá cho làn da và các thành phần khác. Chính vì thế, viên uống dưỡng trắng da Diamond White sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật mà khó sản phẩm nào có được. Không chỉ có công dụng dưỡng trắng vượt trội từ sâu bên trong, được đánh giá cao gấp 3 lần so với phiên bản Beauty Plus. Viên uống dưỡng trắng da Diamond White còn ngăn chặn oxy hóa, lão hóa da gấp 10 lần phiên bản cũ, trẻ hóa làn da, giúp da căng hơn, bóng hơn, đồng thời ức chế sự hình thành các gốc oxy hóa ROS dưới da, giảm sự mất cân bằng oxy hóa do bức xạ UV. Ngoài ra, còn tăng tỷ lệ sống của tế bào da khi tiếp xúc với tia cực tím. Bên cạnh đó, sản phẩm giúp ngăn chặn sản sinh hắc sắc tố melanin, nguyên nhân chính gây ra tình trạng nám da, sạm da, da không đều màu, da bị xỉn màu, đồng thời kích thích sinh sản sắc tố melanin sáng màu, giúp da đều màu hơn, sáng hơn, giảm nám da, sạm da sau 20 ngày sử dụng. Viên uống trắng da Diamond White được Bộ Y tế cấp giấy phép đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Khách hàng có thể hoàn toàn an tâm về chất lượng của sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng. Bên trong sản phẩm viên uống Diamond White còn được đảm bảo chất lượng bằng phiếu cam kết trị giá 100 triệu đồng cho khách hàng sử dụng để chứng minh về uy tín và tính an toàn của sản phẩm. Viên dưỡng trắng da Diamond White được các chuyên gia, bác sĩ hàng đầu trong ngành da liễu đánh giá cao về thành phần, công dụng của sản phẩm. Ví đây như một bước tiến lớn trong lĩnh vực làm đẹp và chăm sóc da. Trong cái viên uống Diamond White này nó lại có một thêm một cái tác dụng nữa, tức là kích thích sản xuất ra glutathione, là một cái yếu tố rất quan trọng giúp cho da mình có thể trắng sáng, nhưng đồng thời lại bảo vệ được sức khỏe, phòng chống được ung thư cũng như là chống khỏi những cái tác nhân vi khuẩn gây bệnh ở bên ngoài vào. Chính vì thế đây là một cái sản phẩm mà tôi tin chắc rằng là sự mơ ước của rất nhiều các chị em. Sản phẩm được người tiêu dùng và ưa chuộng ấy, bởi vì cái sản phẩm này nó có những cái ưu điểm rất lớn. Cái thứ nhất ấy là nó được chiết xuất từ các cái nhiên liệu tự nhiên. Cái thứ hai á, nó được sản xuất theo một cái quy trình công nghệ rất hiện đại, và đặc biệt là nó có cái giấy phép của Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho phép được lưu hành sản phẩm trên thị trường. Here it was shown that astaxanthin prevents the degradation of the cells in the corneum stratum, which results in a reduced trans-epidermal water loss, keeping the outer skin hydrated and smooth, giving the skin a fresh and youthful complexion. Trở thành hiện tượng được vô số phái đẹp tìm kiếm thời gian qua, thậm chí còn được nhiều mỹ nhân showbiz Việt tin dùng. Những cái vết thâm của Ngân nó được cải thiện đáng kể, những cái vết sạm nám thì nó bắt đầu không có hình thành nhiều như trước nữa. Không chỉ đây là một cái viên uống trắng da, mà đây còn là một cái viên uống mà nó có khả năng là
phòng ngừa những cái bệnh về ung thư da nữa. Khi mà có một sản phẩm mà đã làm cho mình thay đổi được diện mạo thì chắc chắn là Trúc sẽ dùng nữa. Là vừa chống nắng là vừa dưỡng da nè, mà lại vừa chống lão hóa nữa. Đó, nên là khi mình nói tới Diamond Y là bây giờ thực sự cái cảm giác là uống mà mình rất là yên tâm luôn. Nếu như ai đã từng xài Beauty Blade thì mọi người đã từng biết rồi, sản phẩm Beauty Blade đã tốt như vậy rồi. Thì sản phẩm bà con này tốt gấp 10 lần cái sản phẩm bà mẹ. Nên mọi người yên tâm mà sử dụng nha. Con hơn mẹ là nhà có phước mà. Mọi người nhìn da của Thư bây giờ, mọi người không thể hiểu được là da của Thư trước đây á, nó là một cái da mà đen, mà nói là đen từ kiếp này sang kiếp khác luôn, nó đen từ đời này sang đời khác luôn, nó đen mà nó rất là lì, rất là dễ bắt nắng luôn á. Khi mà da đen như vậy thì khi đó là Thư đi ra ngoài á, Thư phải chùm kín mít luôn, chùm giống như là ninja vậy đó, mà chùm như vậy nhưng mà da vẫn đen, mà mọi người có thể biết được là da của Thư á, nó đen đến mức mà mọi người đặt cho Thư một cái biệt danh gọi là Thư mọi á. Thì trước đây là da chị bị nám và xỉn màu rất là nhiều, nhưng mà chị kiên trì xài cái Diamond White này thì chị thấy là da chị cái nó sáng tông lên rất là rõ rệt. Thực ra thì em cũng thấy đó, chị ngoài 40 rồi, cái vấn đề nhan sắc là chị lo lắng đó. Nhưng mà từ khi mà xài Diamond White thì chị thấy là da mình nó sáng tông, mình ẩm mượt hơn, chị cảm giờ vào nó cảm giác rất là mềm mại. Thiên nhiên luôn mang đến cho ta những giá trị chăm dưỡng làn da sắc vóc tốt nhất. Chính vì thế, đừng bỏ lỡ những bí quyết chăm sóc tuyệt vời này đã được kiểm chứng hiệu quả để cấp cứu làn da khi còn có thể. Viên uống dưỡng trắng da Diamond White giúp chị em kiến tạo làn da đẹp tựa kim cương.